đây chất đầu lên mình chuẩn bị đi ngay nha. Đâu cần quay ra bao nhiêu không ơi. Rồi mình chuẩn bị trước mắt cái nhà đồ đó không cần cái bên trong nha. Để xe đi con. Rồi chúc cái nhà ở lại nha, tôi đi nha. Để xuất cảnh nha. Rồi đi rồi anh đi nha. Mình lên đường cả nhà ơi. Cái đây như cái trạm dừng chân này cũng của ban Phật giáo Hòa Hảo nha, thì cứ để sẵn giường nè, giường võng đồ đầy đủ cho bà con nghỉ ngơi nha. Đừng cái chân lắm nghe chú hai. Đâu đó đây. Chắc đây người nó ướt rồi đó. Chắc đây chứ đâu. Đây 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 mình nữa. Chắc mẹ đây ha. Chắc đây rồi đây đi. Đây đồ đạc của mình tập kết nha. Mới có nửa xe cả nhà, còn bên kia nữa. Thì mình giới thiệu hôm nay là cái đoàn của mình là có bà Kiều Vlog đó nha cả nhà. Bà Kiều Vlog đi thì đoàn mình không bao giờ sợ đói. Đây một thành viên cố cụ của cơm 2000. Rồi mình đang xuống đồ nha. Ở đây còn một thùng với một bao nữa nha bà con.
Tiếp nè. Bây giờ là 3 giờ sáng nha, các chị em trong đoàn đang tất bật mình chuẩn bị cho cơm sáng ngày mai mình đem về qua Campuchia mình dùng nha cả nhà. Đây là mấy chị chính nấu canh chua nè. Có khóm, có bạc hà, rồi có muống, rồi có cải. Rồi đây là có chị Đương Ngựa Hạnh, Nặng Hạnh đó. Này có bà Kiều Duy Đốc, Duy Đốc tham gia nha bà con. Bà Kiều này là chuyên môn nấu những cái nồi không khổng lồ siêu to giống như là bà Tân đó cả nhà. Còn mình thì đi 30 người. Tới đây thì cái trạm dừng chân để mình chuyển xe về Long Bên thì ở cái chỗ này thì người ta cho mình mượn tất cả những cái đồ dụng cụ nhà bếp nha cả nhà. Đầy đủ luôn. Thậm chí còn cả đồ niêm, cà phê, mì ăn liền nữa. Nếu cần thì có thể là hỗ trợ gạo cho mình. Cái mùi hạnh bay lên là canh chua quá nhờ. Mình ăn canh chua cái gì chị? Con chiên hả? Thôi mình làm heo quay kho tiêu đi chị ơi. Heo quay kho tiêu. Rồi. Hôm nay ngày đầu tiên mình ăn canh chua với heo quay kho tiêu nha cả nhà. Có dịp ghé đây sớm thì mình cũng đưa cùng với mấy anh xe ôm ở đây cũng chở mình đi chợ Tịnh Biên vào buổi sáng sớm nha cả nhà. Tại vì thường mình ghé chợ Tịnh Biên thì khoảng tầm là 12 giờ 2 giờ. Hôm nay mình đi chợ Tịnh Biên cũng sớm, mình có gì lạ rồi nha cả nhà. Mời cả nhà cùng đi theo mình nha. Chào cả nhà, hôm nay chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của Minh Lang Thang nha. Hôm nay mình đi chợ Tịnh Biên sớm, tầm này là tầm gần 6 giờ nha. Đi với mình cũng có anh Hai Nhân. Xin chào quý vị. Ảnh là một người Việt kiều sống ở Campuchia được bao nhiêu năm anh? 30 năm. Hôm nay ảnh cùng mình đi về Campuchia lại. Thì trước khi đi ảnh dẫn mình đi tham quan cái chợ cá Tịnh Biên. Một lần nữa chào cả nhà đến với kênh YouTube Minh Lang Thang. Anh chào bằng tiếng Miên coi anh. Xin chào đây. Chào. Thôi mình đi cả nhà ơi. Dụ như các chợ ở các vùng lân cận khác. Sự thì đây là cái chợ miền quê thì mình thấy cũng tương đối thì cũng không có gì lạ lắm. Nhờ ở đây mình đang thấy bông trúng ma nè cả nhà ơi. Với hôm nay bông trúng ma. Chừng nào mới có cá nhiều lắm chị? Dạ. Chừng nào mới có cá nhiều lắm? Chưa, cho sáng sáng cho chú có 7 giờ. Dạ. Tại giờ đi 7. 7 giờ. Tại vì mình cũng còn tranh thủ là mình đi về cửa khẩu mình làm thủ tục cái nhà, ra mình đi sớm thì mấy cái chị bán đồ đây nói là giờ này thì chưa có, khoảng 7 giờ trở lên cá mới nhiều. Cá rô đó, cá rô nuôi hay rô đồng anh hai? Rô nuôi ha. Không có quay chị ơi, em chỉ nghe em hỏi nha thôi. Thấy không, chứ cái nhà chưa có kịp hỏi gì trơn đó là bị cự đó cả nhà. Cá nuôi là nhiều rồi, cá đồng thì chưa có. Một lần nữa xin giới thiệu với cả nhà, đây là cái chợ đặc sản của chợ Tịnh Biên nha. Là thì nhìn chung thì nó cũng không có cái gì lạ, mà tại vì mình ra sớm quá là chưa có cá đồng. Đây là cái khu mặt trước của chợ Kim Biên nha cả nhà. Ủa bên hông á anh hai? Bên hông. Mắm quá trời nhiều.
chợ quốc tế cửa khẩu Tịnh Biên nha cả nhà. Thì bữa nay giờ này tầm 6 giờ sáng thì chưa có ai mở hàng, chưa có ai mở cửa hàng bán gì hết. Nhưng mà ý định của mình thì nhờ anh hai dẫn đi một vòng thì cho biết cái chợ buổi sáng này á, người ta sinh hoạt ra sao, nhưng mà lại rất là xô luôn cả nhà ơi, là chưa có bán gì hết. Cá đồng thì khoảng 7 giờ mới ra được, mà 7 giờ mình mắc về là mà làm thủ tục đặng qua cửa khẩu cả nhà ơi. Đây kìa, bún cá kèn. Lâu quá không ăn, không biết. Tôi ăn cơm hai mấy năm rồi mà. Anh lúc trước anh ở Campuchia thì anh làm nghề gì? Đi mới đầu mua phế liệu. Thì sau mới mở quán cơm. Cơm mà ăn chay sao bán? Thì bán cơm chay. Đây, ăn gà vịt cả nhà. Mình đi một vòng cho biết thôi cả nhà, mình cũng thấy cũng chả có gì lạ. Đây là mặt trước của chợ cũ phải không? Mặt sau à? Thì ở đây mình thấy là bán đồ la nhiều quá cả nhà ơi. Hàng này mấy em nói là hàng Thái Lan hay là hàng Việt Nam? Này nếu mình thấy mà không dám đứng gần mình không có nói được nha. Này mình thấy chủ yếu là hàng của chợ lớn là nhiều nha cả nhà. Nghĩ dép Thái gì mà có một đôi 20 ngàn, ba đôi 50. Đây là cái mặt sau của chợ Tịnh Biên nha, chợ cũ nha cả nhà. Mé này mé ngọt hay mé gì em? Bao nhiêu ký ạ? Bớt không? Nào 50. Mua một ký lên cho xe ăn nha. Bao giá cho mắc hơn ngàn lại mà trả lại đây. Vậy ăn cái nào hư rồi chưa? Cái hư là bỏ vô bọc rồi hơn đợt mai hút về trả phải không em? Rồi chào hai em nha. Rồi bữa nay bán đắt nha hai em. Thì mình ghé mình mua 2 ly cà phê sữa mình đi về uống nha cả nhà. Như vậy anh giờ này hả? Thôi đến trả cho trời. Như vậy mình đi một vòng chợ Tịnh Biên buổi sáng nha. Thì mình cũng tìm hiểu những cái gì mới lạ. Chợ Tịnh Biên thì là một cái là mình nhìn chung thì không khác lạ gì mấy cái chợ miền quê khác. Cá mà ở mùa này mùa nước nổi, nhưng mà 7 giờ mới đem ra, thành ra mình cũng không nhìn được cá nhiều. Bây giờ thì mình trở về với đòn, đang chuẩn bị qua cửa khẩu đang mà về Campuchia nha cả nhà. Đây là chùa Bánh Xèo nha cả nhà, thì còn gọi là chùa Phật Nằm nha. Mình quay sơ cho cả nhà là nó gần như cái dấu cửa khẩu luôn rồi. Bún bò quế cái gì vậy anh? Này hết bò quế rồi, còn bún không à, bún dĩa dao thôi. Ăn đi. Nên cái này là được chậm dừng chân của Sơn Kiệt cũng đãi cho anh em trước kia anh em lên đường về Campuchia, về miền đất Phật hành hương nha cả nhà. Cũng ấm lòng. Cả nhà ăn bún luôn nè. Rồi ăn đi, anh muốn mời cả nhà ăn bún gì anh đi. Mời luôn. Ừ. Anh đi đâu
mới đi chợ về quay no khỏi ăn. Có mua 1 ký me đã anh em. Ngon không sao? Ngon. Ngon hả? Ông chừa tôi nha. Chừa chứ. Sao hai bà chị của quán cơm 2000? Quán ngon. Quán ngon. Nói chung là cô đâu có dám chê dở. Ngon thiệt ha, ngon thiệt. Còn chị Kiều, cái gì mà chị bỏ vô, cái dít dít vô bỏ vô là gì chị Kiều? Không chị. Sau khi ăn sáng xong thì đoàn của mình chuẩn bị di chuyển nha. Bắt đầu mình đổi cái xe mới, mình qua bên kia. Xe mới là mới là hồi sáng, hôm qua chiếc bữa nay chiếc á cả nhà ơi. Sáng giờ qua đi chiếc bữa nay đi chiếc là 2 chiếc thôi. Đi 2 chiếc. Xe mới của ngày hôm nay. Xe này mình thấy có cái logo của nước Việt Nam với nước Campuchia nè cả nhà, chắc là chạy qua chạy lại được. Biển số này biển số An Giang nha cả nhà. Chứ không có cần mà phải là ai cũng mua cái sim hết thì tốn tiền nhiều lắm, nó phí. Bắt đầu đến cửa khẩu rồi nha cái đi đây đi chung à, đi chung nhau hết, người mình hỗ trợ nhau, nhưng mà đi thì quý vị mình à, tại trong cửa khẩu thì không có nói được thời gian quý vị, mình cứ gần ở xe đừng đi đâu, có đi toilet hỏi thì hỏi bên bác tài có tài chỉ mình đi toilet, đừng đi đâu chừng nào ta hướng dẫn mình đi đâu thì đi đó, chứ đừng tự ý đi. Đi chuyện qua Việt Nam thôi còn khó nữa. Đi có 45 người thôi, hai ông già ông yếu một hơi cũng đi chừng một cây số tới đoàn kiếm ông bằng là kiếm nửa tiếng đồng hồ mà chưa gặp nữa. Cả nhà mình đang ngồi tại cái cửa khẩu tỉnh biên nha. Cái khu vực này là ở bên phía bên Việt Nam nha cả nhà. Thì mình đã kiểm tra hành lý xong và check in hết những cái hộ chiếu xong rồi, còn sót lại một cái hộ chiếu mới thôi chịu đem mà đem hộ chiếu cũ. Thành ra nó còn hơi kẹt lấn cấn ở đây chút xíu. Đây. Sáu ơi, đó lần này ông Sáu đi lần đầu tiên không Sáu? Ông thấy gần biên giới ông thấy vui không? Cũng thỏa mãn rồi ha. Rồi. Rồi. Thôi chú ông Sáu đi chơi chuyến này về sức khỏe dồi dào nha. Một chiếc xe Honda mà chở hàng khủng luôn cả nhà ơi. Nay cũng tầm 11 giờ nha, mình có gần tới Long Bên nha cả nhà. Thì mình tạm dừng chỗ này thì đoàn tập trung mình nấu cơm, nấu cơm và nấu thức ăn, nằm mình dùng cơm tại đây nha, mình mượn cái bãi chỗ này nha. Thì mình sẽ mua nước ủng hộ người ta. Đây. Rồi nè, canh chua đã chín nha cả nhà. Múc canh, chú Bình ăn nó nuốt dễ. Canh chua ngon này kìa. Canh chua là nổi tiếng á, quán cơm chay 2000 là nổi tiếng là canh chua đó. Để ăn gì mà nó ngon ha. Thôi ông ăn ớt nữa không? Heo quay kho hay quay kho? Quên rồi, không có nước mắm anh. Nước tương, nước tương lại lấy chai nước tương rồi đó. Thấy lấy lại đây luôn đi, lấy lại thằng bạn này nè. Rồi em. Mời bà con của ăn cơm kìa em. Muốn thử ăn cơm với gì vậy em? Canh chua với sườn non. Đó là quậy ngon lắm. Cứ quay cơ, quay cơ khỏi tiêu em ơi. Đặc biệt là dưa mắm. Dưa mắm luôn. Rất ngon. Ghé bón. Cái này mà. Anh ơi, cơm chay của mình dọc đường ăn ngon không anh? Ngon.
Bá phát luôn ha. Tại đói ngon hay là tại đồ ăn ngon anh? Đồ ăn ngon và đói cũng ngon luôn. Hai cái ngon hết. Rồi chúc anh ngon miệng nha. Rồi. Rồi buổi tường thực cái buổi ăn cơm gian đường của đoàn hành hương tổ xây nhà tình thương Định Yên với đội thuốc Nam ở Lai Dung và cơm chay 2000 ở Sa Đéc. Đến đây mình cũng tạm ngừng cái kết thúc cái video tại đây nha. Chúc cả nhà có một buổi hành hương vui vẻ. Nhớ đăng ký like và chia sẻ ủng hộ kênh nha cả nhà. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video lần sau. Tốt ơi, chào anh nha Tốt.